Tình yêu và tham vọng, Thùy Chi nhớ lại tất cả nhưng nhất định không quay lại với Minh. Quý vị khán thính giả thân mến, trong tập 48 của Tình yêu và tham vọng, sau tất cả mọi điều mà mình đã gây ra, Tuệ Lâm cuối cùng cũng không giấu được những bí mật mà mình đã gây ra. Cô phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của mình để có được Minh cuối cùng cũng đổ sông đổ biển chỉ vì sự ích kỷ, tham lam và độc ác của chính bản thân mình. Sau khi biết được Tuệ Lâm gây ra cái chết của Thủy Chi, Minh vô cùng đau khổ. Thấy Minh như vậy, Linh cũng vô cùng xót xa cho anh. Minh đã bỏ nhà ra đi, mang theo tất cả những kỷ vật của Thủy Chi, đến thác nước trên núi Trầm ở Phú Yên, nhớ lại những kỷ niệm với Thủy Chi năm xưa. Thật bất ngờ, tại đó tưởng như Thủy Chi đã chết rồi, không bao giờ anh còn gặp lại nữa. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy đến với Minh khi anh nghe thấy giọng của Thủy Chi quay lại, và người đứng trước mặt anh không ai khác, đó chính là Thủy Chi. Anh sung sướng lao đến ôm chặt lấy Thủy Chi, thế nhưng điều đó lại gây ra cho Thủy Chi sự sợ hãi. Thủy Chi bây giờ không phải là Thủy Chi của trước đây, cô không còn nhớ gì cả. Hiện tại Thủy Chi mang tên là Hòa, một cô gái khác hoàn toàn Thủy Chi trước đây. Trước hành động của Minh, Thủy Chi vô cùng sợ hãi. Ngay lúc đó, có một người thanh niên đã kịp đến cứu Thủy Chi một cách kịp thời. Và câu chuyện sau đó của người thanh niên này đã khiến cho Minh đã đau khổ càng đau khổ thêm. Còn Linh thì không khỏi xót xa trước những gì mà Thủy Chi phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi bị tên mặt sẹo bắt cóc đi, Thủy Chi đã bị thương rất nặng. Chính người thanh niên này đã đưa Thủy Chi đi cấp cứu và điều trị. Sau đó, cả hai người cùng ở với nhau trong một căn nhà. Có thể thấy, chàng thanh niên này là một người tốt, rất yêu thương Thủy Chi và cũng rất tôn trọng Thủy Chi. Anh đã chăm sóc cho cô, ở cùng với cô trong suốt những năm qua, khiến cho Thủy Chi cảm thấy an toàn hơn khi bên anh. Mình đã hứa là sẽ bằng mọi cách tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Thủy Chi. Những chi tiết này trong tập 48 của Tình yêu và tham vọng lên sóng khiến cho khán giả hết sức bất ngờ, bởi so với phiên bản chính thì nhân vật người yêu của nam chính đã chết, không bao giờ còn quay trở lại. Nhưng trong Tình yêu và tham vọng thì Thủy Chi không chết, cô chỉ bị mất trí nhớ. Vậy câu hỏi đặt ra, sau những gì mà Minh đang dành cho Linh, nay gặp lại Thủy Chi, hai người quay về bên nhau sau bao nhiêu đau khổ ấy, thì người bất hạnh nhất lúc này lại là nữ chính Linh. Vậy câu hỏi đặt ra là, khi Thủy Chi lấy lại được trí nhớ thì cô có quay lại bên Minh hay không? Sau những gì mà Tuệ Lâm đã dành cho mình? Còn Minh, mặc dù rất yêu thương Thủy Chi, nhưng với những gì mà Tuệ Lâm mà gián tiếp là chính bản thân mình đã gây ra cho Thủy Chi, anh có tiếp tục muốn níu giữ tình yêu này? Cũng có khán giả nói rằng đây là một sự sắp xếp hợp lý của đạo diễn, bởi nó sẽ hợp tình hợp lý hơn khi Thủy Chi và Minh quay lại với nhau. Còn Sơn sẽ không bị cô đơn một mình như nam chính trong phiên bản chính nữa. Sơn và Minh sẽ thành một đôi. Trong những cuộc tình này, dù cho tình huống nào xảy ra đi chăng nữa thì sẽ có những người gặp bất hạnh. Nếu như Thủy Chi không quay trở lại với Minh, thì Sơn vẫn mãi mãi là người thứ ba trong cuộc tình của Linh và Minh. Còn nếu Thủy Chi quay lại với Minh, Sơn và Linh thành một đôi, thì người thanh niên bấy lâu nay cưu mang Thủy Chi lại là người bất hạnh. Dù thế nào đi chăng nữa thì Thủy Chi vẫn còn sống. Đó cũng chính là một niềm vui lớn đối với khán giả yêu thích nhân vật này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Tình yêu và tham vọng để biết được số phận của từng nhân vật sẽ được sắp đặt ra làm sao nhé. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21:30 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.